Huyện Tân Kỳ là một trong những huyện nằm ở phía tây nam tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Tân Kỳ là một trong những huyện có tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh. Với vị trí địa lý thuận lợi, nơi đây có nhiều tiềm năng cho du lịch sinh thái, du lịch văn hóa. Huyện Tân Kỳ còn được biết đến với các sản phẩm nông nghiệp như mía đường, cây chè và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của dân tộc Thái. Hôm nay, chúng ta cùng khám phá một địa điểm vô cùng lý thú, đó là Thác Hồng Sơn hay còn gọi là Thác Bồn. Thác Hồng Sơn hay còn gọi là Thác Bồn ở xã vùng cao Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, thác có độ cao tới 150m. Nguồn nước chảy ra từ rừng đầu nguồn nên nước mặt lành, không khí ở đây trong lành, mát mẻ, dễ chịu. Từ đường mòn Hồ Chí Minh tại km số 0 thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, du khách có thể đi thêm khoảng 30km đến xã Tân Hợp. Từ xa, du khách có thể nhìn thấy một hình ảnh thác nước đẹp kỳ vĩ ngay giữa một thung lũng mía và phía trên là những thung lũng bậc thang uốn lượn. Đây là thác nước tự nhiên mang vẻ đẹp nguyên sơ hùng vĩ, ở xã Tân Hợp có 102 ở mảnh đất xứ Nghệ. Do ít tác động của con người nên thác Hồng Sơn vẫn giữ nét nguyên sơ với thảm thực vật đa dạng phong phú. Con thác có độ cao 150m, thiên nhiên đã tạo nên 4 tầng đá thoai thoải gối lên nhau để dòng nước chảy xuống mềm mại, tạo thành đường uốn lượn sóng như một dải lụa trắng buông mình xuống chân núi hùng vĩ. Khi ánh mặt trời chiếu rọi qua từng tia nước buông tỏa trên những tảng đá hoa cương, thác nước như một bức họa điểm tô cho sắc màu lung linh huyền ảo. Đến đây, du khách có thể ngâm mình giữa dòng nước mát lành tinh khiết được tuôn ra từ lòng núi, hòa mình vào thiên nhiên mây trời, mệt nhọc mọi lo toan của cuộc sống đời thường sẽ được xua tan. Thác Bồn thuộc xóm Hồng Sơn, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ là một trong những ngọn thác nơi miền Tây xứ Nghệ. Đến với thác Bồn, không ai không thể thốt lên được vẻ đẹp tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Hiện nay, huyện Tân Kỳ đang xây dựng cơ sở hạ tầng để nơi đây trở thành một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách. Đến với vùng quê Tân Kỳ, du khách được hòa mình vào không gian truyền thống văn hóa cồng chiêng và thưởng thức rượu cần, đồ nướng của đồng bào nơi đây. Du khách không chỉ được thưởng thức ẩm thực nơi đây mà còn được trải nghiệm những điệu múa lâm vong, nhảy sạp, vui nhộn, khéo léo cùng người đồng bào dân tộc Thái.